Đấy, mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chị toán học tướng số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Trong mấy ngày vừa qua thì mình không có làm video clip mọi người. Mình dịp lễ và nghỉ lễ 30/4 thì mình cũng đi chơi. Và trước đó thì mình cũng có mấy ngày mình đi khách ở địa phương xa ở tỉnh họ mời mình đến để xem trực tiếp. Thì trong sáng hôm nay thì mình sẽ đưa đến mọi người đó là mình sẽ review một cái bài riêng, đó là nói về cái video clip mình đã xem cho vị khách nữ 59 tuổi ở Pháp. Sau khi mình xem mọi thứ cho cô này, cô sinh năm 1964, là năm nay là 59 tuổi âm. Thì hôm nay mình sẽ làm review chính về cái phần đã xem cho cô này. Thì trước đây ở một cái video clip sau thì mình đã cũng có review ngắn rồi, nhưng mà mình làm video này mình tách riêng ra để mọi người cũng thấy được nha. Rồi thì mình giới thiệu lại cái kênh của mình là kênh hướng dẫn về chị tay nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trong và ngoài nước, những ai yêu thích về chị tay nhân tướng nha. Thì cách xem của mình là cách xem khoa học, không có mê tín dị đoan, tức là mọi người bất kỳ ở một độ tuổi nào, ví dụ như 20, 25, 30, 37, 40, 45, 50, 55, 60 gì đó nha, hoặc thậm chí là ngoài hơn. Thì khi tìm đến mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua từng năm như thế nào, từ lúc 20 tuổi cho đến cái tuổi hiện tại của mọi người. Ví dụ mọi người 50 tuổi thì mình sẽ nói lại 30 năm quá khứ, từ lúc 20 tuổi từng năm mọi người đã trải qua như thế nào trong cái quá khứ đó, về mọi mặt trong cuộc sống, về công việc nè, về tiền tài nè, về công danh nè, vận may nè, rồi nhà cửa, đất đai, tài sản, vợ chồng, con cái, thì đó là những việc mình xem. Và từ cái năm hiện tại đó cho đến những năm còn lại cuối đời của mọi người. Rồi thì mình sẽ đi vào cái chính của hôm nay, đó là ở cách đây là khoảng gần chục video clip đó, thì mình đã làm cho video clip của cái cô sinh năm 1964, đang sinh sống ở Pháp. Thì khi mà mình làm video clip xong, mình gửi lên kênh YouTube và cũng gửi cho cô, thì sau một hai ngày là cô xem xong á, thì cô đã phản hồi mọi thứ là mình xem mình nói lại 39 năm, từ lúc 20 tuổi từng năm, từng giai đoạn cô đã trải qua những thành công, những khó khăn về vận may, công việc, những thứ, rồi về con cái, về gia đình, cho đến tài sản, để cho đến hiện tại mọi thứ nó đều đúng chính xác như những gì mình nói, tức là từ lúc 20 tuổi từng năm cho đến hiện tại thì cô 59 tuổi, và những tài sản cô đã đạt được, những thành công trong cái cuộc đời cho đến hiện nay, và những thành công về con cái, tất cả cô đã lo lắng mọi thứ cho con cái, từ nhà cửa ở Pháp cho đời nhà cho con ở Mỹ, rồi nhà nhà riêng ở Việt Nam, nhà và đất ở Việt Nam riêng cho con cái nữa, và nhà riêng của cô luôn. Đó, thì có thể nói là nếu mà ai chưa xem lại video clip này thì mọi người có thể tìm lại cái kênh trong kênh của mình, đó là bàn tay 59 tuổi, nữ 59 tuổi ở Pháp. Thì ở video clip đó thì mình đã phân tích toàn bộ cái quá khứ và cuộc đời của cô cho đến cái hiện tại này, và mình đã nói đến vài năm về cái tương lai của cô. Thì trong cách xem của mình thì mình không nói xa về cái công việc thì mình chỉ nói tới 60 thôi, nhưng mà phần ở trong những phần tâm sự riêng thì mình vẫn nói cho cô, tại vì cô vẫn còn có cái dự định là vẫn muốn làm về cái những cái tiếp tục sắp tới cô về Việt Nam, cô làm thêm về một số dự định riêng về bất động sản này nọ. Thì mình cũng có nhận định thêm cho cô về phần đó. Rồi thì mình sẽ đi vào nhanh về cái phần này. Rồi thì sẵn video clip này luôn thì mình cũng làm mình review luôn cái phần cho cái bạn trẻ nam 26 tuổi sinh sống ở Trà Vinh nha. Thì là video trước thì mình đã xem cho bạn đó rồi, và mọi thứ gia đình đã phản hồi mọi thứ nó rất chính xác trong 6 năm bạn đó trải qua trong cuộc sống mọi thứ. Thì sẵn mình làm video cho cùng chung vào video clip này luôn.
Rồi thì đây là cái kênh YouTube của mình mọi người nhé. Thì mọi người cứ vào cái kênh và mọi người sẽ có thể vô cái phần video này. Thì mọi người sẽ thấy được toàn bộ tất cả những video clip của mình, có gần 200 video clip ở đây nha. Vừa hướng dẫn vừa xem trực tiếp cho khách ha. Rồi thì cái video clip gần nhất là cái video ấy mình làm cho các bạn trẻ nam 26 tuổi ở Trà Vinh này nha. Đó, mình là bạn nam 26 tuổi ở Trà Vinh. Rồi mình để mình thì mọi người kéo xuống đây thì mọi người sẽ thấy cái video clip này là video clip bàn tay nữ 59 tuổi âm ở Pháp nha. Rồi đó, thì đây là cái bài mình sẽ review cho hai người này trong cái bài hôm nay. Rồi thì trước tiên thì mình sẽ review về cái phần xem cho cái cô ở 59 tuổi ở Pháp mọi người nhé. Thì đây là cái phần mà khi mà cô chuyển phí cho mình nè nha. Đó. Đây là khi mà cô tìm đến mình, cô sinh năm 1964, sinh sống ở Pháp thì phí cô chuyển cho mình đó là 150 150 150 đô á, 150 euro, nhưng mà mình chỉ lấy là 3 triệu thôi nha. Cái 150 euro hoặc 150 đô thì nó xích xác gần 4 triệu. Mình chỉ nói cô chuyển 3 triệu là được rồi. Đấy, cô cũng lớn tuổi nha. Rồi thì đây là khi mà mình làm cái video clip xong nè, mình gửi cho cô đó. Đây mình có nói là cô cứ xem kỹ vài lần rồi hỏi gì thì cháu sẽ trả lời này. Rồi thì đây là cái video clip mọi người nhé. Về video clip đó, và khi mà cô xem và cô đã trực tiếp cô bình luận ở trên cái kênh nha. Thì đây là cái nick Miss Face của cô đó, Đào Loan Trai nha. Thì ở đây nè, cô đã phản hồi trong đây. Hay quá, mình chính là người ở trong cái clip này nha, phải nói là chính xác không sai tí nào. Mình là người thẳng tính nha, có sai thì nói sai, có đúng thì nói đúng nè. Mình phải nói là rất chính xác 100% nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục thì ở đây thì cô đang bắt đầu cô phản hồi mọi thứ, thì mọi người có thể xem lại cái video clip đó nhé. Mình đã nói lại là 39 năm, từ lúc 20 tuổi từng năm cô đã trải qua về mọi mặt như hồi nãy mình đã nói ở phần đầu nhé, cho đến cái tuổi hiện tại là 39 năm đó nha. Năm chín từ 20 tuổi cho đến 59 tuổi hiện tại này nha. Thì đây cô đã phản hồi nè, hay quá cháu ơi ha, mà trúng hết từ tính cách và đời sống, không chệch nốt nào nha. Chúng tôi là đúng mọi người nhé. Thì người ta coi thì có cái đúng cái chệch nha, nhưng cháu coi thì không chệch cái gì nha. Chúc mừng cháu có tài năng trẻ. Thì ở đây thì cô khen mình. Thì tất nhiên mình nhỏ tuổi hơn cô mà, cho nên là cô khen tài năng trẻ thì cái đó cũng là bình thường nhé. Rồi thì ở đây cô cũng nói thêm là cô có lòng tốt, nhưng mà có cái là cô không có tin bói toán tâm linh nha. Nhưng mà cô nói cháu coi đúng là sự thật, vì cháu nói về chỉ tay khoa học nha. Rồi đây thì mình có nói cảm ơn ha, và đây thì cô cũng có nói thêm là cô sẽ gửi hình ảnh để cho các con của cô ở bên Mỹ rồi con cháu ở Việt Nam. Đây là cái phần đó nha. Rồi thì ở đây thì cô cũng tự cho cái thang điểm ha, trong cái cách xem của mình nó chính xác. Cô cho cái thang điểm 10, cô cho là 9 điểm rưỡi ở đây ha, chính xác mọi thứ ha. Đây cô cũng nói thêm là cháu coi những cái đã qua không sai tí nào ha. Còn cho chuyện sắp tới ở tương lai thì có nhiều quan trọng thì nói thêm, thì cái này cô hỏi thêm mình ha. Bây giờ thì mọi người có thể thấy là cô đã bắt đầu cô phản hồi thêm về một số cái ha. Cũng là về cái kinh tế, về gia đình và những cái cô đã trải qua nè. Con coi cho cô rồi thì giờ cô mới nói ha, gia đình cô là một tay cô lo, hiện giờ mọi người đã thành công cả rồi. Thì ở đây cô nói đến là cái thành công của cô tự lo cho hiện tại, cái tài sản hiện nay cô đang có là nhà ở Pháp nè, rồi lo cho nhà cửa con cái ở Mỹ ha, và ở Việt Nam. Đó. Rồi thì cũng nói thêm là hiện cô cũng đang có nhà riêng ở Việt Nam nè, ở Tân Phú Đồng Nai ha, rồi cô định vài năm nữa là về dưỡng già nè. Rồi còn cô đây cũng nói thêm là con trai của cô nó không thích ở nước ngoài, bây giờ đang làm
chi cục thuế ở định quán, tức là ở Đồng Nai mọi người nhé. Thì cô cũng nói mình là tất cả các con cái của cô là cô đã lo thành đạt mọi thứ cho đến hiện tại này, nhà cửa đều đầy đủ hết nha, ở Pháp, ở Mỹ, ở Việt Nam. Rồi thì tới đây, rồi thì mình vừa rồi thì mình đã review cho mọi người cùng thấy là cái cách xem của mình nó chính xác hoàn hảo như thế nào về cuộc đời của một người. Mình đã xem mình nói lại tới 39 năm, từ quá khứ cho đến hiện tại này, là từ lúc 20 tuổi cho đến nay là 59 tuổi âm của cô này, về tất cả mọi mặt, về tính cách, về công việc, vận may, công danh, những cái thành công thất bại trong quá khứ cô đã trải qua, rồi về con cái, rồi về gia đình, về nhà, về tài sản, nhà cửa, đất đai, tài sản cô đang có hiện tại, nó đều đúng chính xác như những gì mình đã nhận định, mình xem phân tích cho cô ở trong cái video clip nhận đó nha. Mọi người ai chưa xem thì có thể tự tìm lại cái video clip này trong kênh của mình. Thì một điều này nữa thì có thể đưa đến cho mọi người thấy là cái cách xem của mình nó chính xác và nó hoàn hảo như thế nào về cuộc đời của một người. Thì ở đây nói đến là xem gì thì xem, nhưng mà nói cái quá khứ của người ta nó rất là khó, thì ở trình độ người thầy là cao hay không thì nó nằm ở điều này mọi người nhé. Mình dám khẳng định là không ai mà có thể cầm một bàn tay người khác mà nói được quá khứ vài chục năm, hai ba chục năm, ba bốn mươi năm như mình về mọi mặt, về cuộc sống của một người. Thì tất cả những cái điều là căn cứ mà nói về cái quá khứ chính xác đó thì để mọi người cùng thấy được đó là cái điều để mọi người tin được những gì mình nhận định ở cái tương lai của một người. Đó thì khi mà đã đúng những cái mọi người đã trải qua, nó đúng, nó chính xác hoàn hảo như vậy thì mọi người mới tin được về những gì một người, như người thầy như mình nói về cái tương lai còn lại của mọi người. Thì ví dụ như một bạn trẻ 40 tuổi thì tìm đến mình, thì mình có thể nói lại 20 năm quá khứ đã trải qua như thế nào, và mình sẽ nhận định về cái tương lai từng năm cho đến cái học vận của mọi người, về tài sản mọi thứ, cũng về mọi mặt như công việc, vận may, công danh, tài sản, nhà cửa, học, rồi con cái, gia đình nhé. Đó thì đó là cái điều trong cái cách xem của mình, đó là cách xem khoa học và nó tiếp tục như vậy nha. Rồi thì về cái video clip mình đưa lên để mọi người thấy được cái cách xem của mình nó chính xác như vậy, nó hoàn hảo như vậy ha. Thì đây là một cái clip mình tách riêng ra về cái phần xem cái phản hồi của cho cái cô đang sinh sống ở Pháp 59 tuổi ở đây. Rồi thì ở trong cái video clip tới mình sẽ đưa đến mọi người một cái bài khá là hay, đó là mình sẽ đưa đến mọi người một bàn tay thực tế của vị khách này, là một là cũng phải nói là một đại gia ở tài sản ở Việt Nam hiện tại là ngoài 100 tỷ nha. Vừa rồi thì trong cái chuyến đi mình có khách ở Bà Rịa Vũng Tàu mời mình ra để xem trực tiếp cho cái anh khách đó, và thì hai cái vợ chồng của cái vị khách đại gia này cũng đã liên hệ để mình xem lại. Thì trong một cứ một năm thì gia đình của hai 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 vợ chồng này hình như là xem từ 2 cho đến 3 lần tìm liên hệ đến mình, mà khi thì hai vợ chồng đi xe hơi đi trực tiếp đến nhà mình xem. Mà tại vì vừa rồi trong cái chuyến đi của mình là mình có sẵn là ở gần đi chơi và xem cho khách ở gần cái khu vực của hai vợ chồng, và hai chồng có liên hệ mình là sẵn tới nhà xem trực tiếp luôn. Thì khi mà mình đến thì mình mới thấy được cái trước đây mình đã xem cho khách này rồi, mình đã nhận định mọi thứ, mình đã xem và đã làm video clip cho cái vị khách đại gia ngoài đang nắm giữ tài sản ngoài 100 tỷ này trong cái kênh của mình rồi. Người tại vì cái công việc của chị là nó cũng khá là đặc biệt, tại vì làm ăn lớn thì người ta không thích đưa những cái điều lên, cho nên mình nói mình phân tích thôi nha. Một số thông tin thì tại vì chị không thích đưa lên cho nên là mình cũng có cái mình cũng phải che đi. Đó, thì mình nói lại là khách này là hàng năm thì chị là gia đình chị luôn đi tìm đến mình xem ít nhất không phải 2 lần ha. Vừa rồi thì mình đã đến nhà chị 1 lần rồi, hôm hôm mình Tết
cũng sẵn người chị đi chơi, và vừa rồi cũng cách đây khoảng khoảng 3 tuần. Ừ. Thì hai tuần mấy 3 tuần đó, thì mình khi mình đi xem cho khách ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì anh khách này cũng là một đại gia bên ở ngoài Bà Rịa luôn rồi nha, nắm giữ tài sản khá lớn đó, cũng làm về bất động sản đó, thì sẵn mình xem cho hai gia đình này, cũng gọi là hai gia đình đại gia đó. Ừ. Anh kia thì mình biết tài sản là cũng khá là lớn ha, và cũng có mấy căn nhà ở Bà Rịa. Ừ. Rồi nắm giữ những một cái phần đất khá là lớn ở Bà Rịa. Ừ. Nhưng mà khi mình đến cưới gia đình thân quen, đó là hàng năm mà đến nhà mình xem 2 3 lần nữa, thì đến thì mới thực sự là cũng ngỡ ngàng về cái dinh thự của người ta, nó biệt thự rất là lớn ở Bà Rịa mọi người nhé. Ừ. Đó, thì trong cái bài tới mình sẽ làm một cái bài mình đưa lên cho người thấy ở cái bàn tay của người ta nắm giữ cái tài sản lớn như vậy, đó là ngoài 100 tỷ nhé, thì cái bàn tay của người ta nó sẽ như thế nào để mọi người cũng thấy nhé. Rồi ở trong video clip mình sẽ đưa đến mọi người về cái điều đó. Ừ. Rồi mình xin cảm ơn đến mọi người, anh chị, cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Mọi người luôn ủng hộ kênh mình từ trước đến nay. Thì mọi người chia sẻ những video clip về hướng dẫn về lý thuyết, những video clip mình hướng dẫn về thực hành phân tích tay thực tế cho khách để cho mọi người ai yêu thích, thì qua cái thời gian kiên trì họ theo dõi thì họ sẽ tự xem được những cái vấn đề cơ bản cho họ. Còn ai muốn liên hệ để xem cái chi tiết cuộc đời mà phân tích kỹ như vậy, làm video clip lên như vậy, thì mọi người liên hệ số 0908 515 792 nha. Thì mọi thứ mình luôn công khai và minh bạch trong cái cách xem và cái phí xem của mình cho đến mọi người nha. Đó, mình luôn rõ ràng ai chuyển phí với mình để như thế nào, mình đều đăng trong cái hội chính của mình và mình đều review lên các video clip nha. Rồi mình hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip sau.